Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hòa chung vào không khí đêm qua mới có HyperOS thì iPhone cũng đã chính thức có những phiên bản iOS 17.3 với một vài những cập nhật mới. Đây cũng là phiên bản cập nhật lớn thứ 3 kể từ những phiên bản iOS 17 đầu tiên được phát hành. Thì trên phiên bản này nó sẽ có thêm những gì? Hãy cùng mình chia sẻ trong video ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Trước tiên để có thể cập nhật phiên bản iOS 17.3 này thì tất nhiên các bạn sẽ cần phải có những chiếc iPhone. Và nếu như các bạn chưa có chiếc iPhone nào thì ngay bây giờ có thể tham khảo tại Di động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Cái phiên bản iOS 17.3 này thì nó sẽ bổ sung thêm khá nhiều những tính năng liên quan đến bảo mật để các bạn có thể sử dụng chiếc máy cũng như là lưu trữ những cái mật khẩu của mình an toàn hơn. Cụ thể nhất thì trước đây khi mà Apple tung ra một cái phiên bản cập nhật để các bạn có thể xem được những cái ảnh đã xóa gần đây thì các bạn bắt buộc phải sử dụng Face ID, và sau 2 lần sử dụng Face ID không được thì lúc đó mới cho nhập mật khẩu. Thì bây giờ những cái tính năng như vậy nó đã được áp dụng lên những cái mục như là tắt chế độ tìm kiếm iPhone này, hay là ở trong cái mục xem lại mật khẩu đã lưu trên những chiếc iPhone. Trước đây khi mà chưa có phiên bản iOS 17.3 thì các bạn muốn xem lại mật khẩu hay là các bạn muốn tắt cái chế độ tìm kiếm thì các bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào là xong, tức là nhập cái passcode ở trên cái chiếc iPhone này vào là xong. Như vậy thì nó sẽ để lại cái rủi ro đấy là có thể có những người khác đứng cạnh và xem được mật khẩu của máy các bạn, sau đó thì họ sẽ hành động những cái việc liên quan đến là lấy cắp máy hay là lấy cắp dữ liệu để xem mật khẩu và lóc ạc vào, sau đó thì lấy mất tài khoản ngân hàng của các bạn chẳng hạn. Thì bây giờ những cái thứ đó chúng ta đã có thể xem đơn giản hơn. Các bạn muốn xem lại những mật khẩu đã lưu thì các bạn đã có thể dùng Face ID để xác nhận này. Hay là các bạn muốn đi vào những chế độ tắt tìm kiếm điện thoại thì các bạn cũng đã có thể dùng Face ID để mở. Tức là những thứ liên quan đến bảo mật, liên quan đến tài khoản của bạn, nó đã được can thiệp bằng sinh trắc học. Để từ đó các bạn chỉ cần dùng khuôn mặt này thôi là các bạn đã có thể thao tác được những vấn đề liên quan bảo mật mà không cần phải nhập những con số khiến cho cái độ rủi ro nó tăng cao nữa. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao ở trên cái phiên bản cập nhật này của Apple, giúp cho chúng ta có cái tính an toàn hơn khi mà sử dụng những chiếc iPhone. Nhưng tất nhiên trong một vài những trường hợp đặc biệt mà chúng ta vắng mặt nhưng vẫn muốn người thân trong gia đình lấy dùng mật khẩu, ví dụ như vợ, con, bố, mẹ, thì phải làm như thế nào? Chắc chắn vẫn sẽ có hướng thôi. Bởi vì cái Face ID này sau 2 lần kiểm tra mà nó không quét được ra khuôn mặt của các bạn thì nó sẽ hiển thị passcode để chúng ta sẽ nhập vào. Khi đó thì các bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu máy cho người thân an toàn, đủ tin tưởng trong gia đình của các bạn thì chúng ta đã có thể nhờ họ lấy được rồi. Nên cái này nó sẽ có cả hai cách chứ không phải bắt buộc chỉ dùng sinh trắc học nha các bạn. Tiếp tới thì sẽ là những tính năng đi kèm thêm. Với phiên bản iOS 17.3 này, chúng ta đã chính thức có cái tính năng đó là chia sẻ danh sách bài hát trên Apple Music. Cái tính năng này thật ra nó đã có trên phiên bản iOS 17.2 beta mà trước đó mình đã chia sẻ đến các bạn rồi. Nhưng mà khi đó thì nó vẫn chưa ổn định. Có máy thì nó hiện, nhưng có máy thì nó không hiện. Ví dụ như lần đấy thì 15 Pro Max của mình thì nó có cái tính năng chia sẻ nhạc, nhưng con 14 Pro Max thì lại không. Tức là nó không ổn định ấy. Thì bây giờ với phiên bản iOS 17.3 thì Apple đã hoàn thiện và bây giờ tất cả các máy đã có sẵn sàng để cho các bạn cùng nhau chia sẻ những playlist nhạc yêu thích để cùng nhau nghe. Bên cạnh đó thì phiên bản iOS 17.3 này nó cũng sẽ có thêm một số những thứ rất là nhân văn để có thể xóa bớt cái nạn phân biệt chủng tộc. Cụ thể thì ở bên trong phần hình nền mới nó sẽ có một cái phần đó là hình nền được thiết kế bởi cộng đồng sáng kiến của người da đen và các đồng minh tại Apple nhằm tôn vinh lịch sử và văn hóa của người da đen. Và cuối cùng đó là phiên bản iOS 17.3 này nó cũng giúp cho các bạn có thể dễ dàng quản lý được cái chế độ bảo hành của tất cả các thiết bị iDevice đang nhập chung một cái tài khoản Apple ID của bạn. Như ở đây thì mình sẽ đi vào phần cài đặt chung và Apple Care và bảo hành, thì chúng ta sẽ thấy ngoài cái chiếc iPhone này ra chúng ta còn có thêm một vài những thiết bị khác như ở bên dưới thì AirPods Pro với MacBook Air với iPad, thì chúng ta có thể bấm vào đây để xem được là những cái thiết bị này nó còn bảo hành hay là không. Ví dụ như đây thì nó vẫn còn bộ phận hỗ trợ của Apple, bảo hành phần cứng, có hỗ trợ jack của điện thoại, có bảo hành giới hạn tới ngày 6/7/2024. Thì đó, chúng ta có thể quản lý được tất cả những cái thiết bị mà các bạn đang có để có thể biết được là hiện tại nó đang như thế nào, ra sao. Thay vì việc là trước đây các bạn muốn xem bảo hành của thiết bị nào thì các bạn sẽ chỉ có thể xem được trên thiết bị đó mà thôi. Bây giờ chúng ta đã có thể quản lý được tất cả các thiết bị chung một tài khoản Apple ID. Rồi, tóm lại với phiên bản iOS 17.3 lần này nó sẽ có những cái cập nhật lớn như vậy. Và theo các bạn thì những cái tính năng đó nó có thực sự hữu dụng với các bạn hay là không? Theo mình thì đây là những cập nhật rất rất hữu dụng để cho các bạn có thể an toàn hơn khi mà sử dụng những chiếc iPhone. Và chúng ta cũng sẽ có thêm những cái tính năng mới rất là nhân văn. Và video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn click đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.